Anh sống khôn chết thiêng, xin run rủi mẹ sang tên căn nhà cho mẹ con em. Chứ mẹ cứ để đấy, mãi chẳng chịu làm gì cả. Hằng. Ôi, mẹ ạ. Có mấy hộp sữa mẹ mang cho cháu. Cảm ơn mẹ ạ. Hằng, dạ. Con trai mẹ mất cũng lâu rồi, con thì còn trẻ, mẹ nghĩ con nên đi bước nữa, chứ cứ ở vậy phí cả tuổi xuân con ạ. Con vẫn chưa quên được anh ấy mẹ ạ. Với cả nếu sau này con có lấy chồng thì con vẫn sẽ ở căn nhà này. Hay là mẹ sang tên căn nhà này cho con nhé. Cứ để thư thư đã, mẹ còn đang nhiều việc phải lo. Bố, bố có sao không ạ? Sao bố cứ ho suốt thế ạ? Không sao, không sao đâu. Con biếu bố ít tiền để bố bồi dưỡng ạ. Mà bố bảo này. Dạ. Chồng mất cũng 6 năm rồi đấy. Xem thế nào rồi còn tính chuyện đi bước nữa chứ. Con đang đợi mẹ chồng con sang tên căn nhà cho con. Lỡ bà ấy không chịu giao cho con ngôi nhà ấy thì con cứ cô quả cả đời à. Con nhất định sẽ lấy lại căn nhà đấy cho chồng ngoại của bố. Hồ sơ con đã chuẩn bị xong. Mẹ xem rồi mẹ ký tên vào sang tên căn nhà cho con với ạ. Còn làm của hồ môn cho cháu nội của mẹ. Như thế con mới yên tâm để đi lấy chồng ạ. Tôi nói cho cô biết này, thằng con trai út của tôi, nó làm ăn bị phá sản, bây giờ nó phải bán căn nhà của nó rồi. Tôi cho nó căn nhà này để vợ chồng nó dọn về đây ở. Cô lo mà đưa con cô về bên nhà bố đẻ ở đi. Trong tuần này cô lo dọn dẹp nhà cửa, bàn giao nhà cho thằng út. Nếu không ấy là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Mẹ. Bố. Bố thấy trong người thế nào rồi ạ? Bố còn thuốc không? Tí nữa con ra hiệu thuốc con mua thuốc cho bố nhá. Thuốc thang mà làm gì? Từ ngày con về đây là bố thấy khỏe hẳn rồi. Có khi đi kiếm việc gì mà làm đi. Vừa có thêm thu nhập, may ra có được tấm chồng. Con vẫn chưa hết buồn về bà mẹ chồng tham lam của con ấy. Buồn làm gì con? Nếu như không có cái ngôi nhà bên đấy thì ngôi nhà này trước sau gì bố chả để lại cho con. Mà này, tham những cái thứ không phải của mình ấy khổ lắm. Vâng, con biết rồi ạ. Chào ông thông gia. Bác, chào bác. Mẹ ngồi đi ạ. Mẹ ngồi chơi với bố con nhé, con xin phép ạ. Ê, Hằng, bố bảo. Dạ. Đừng bố, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau đi nhá. Xin phép bà, tôi xuống lấy thêm tí nước. Hằng, con đi xuống đây. Dạ. Hôm nay mẹ sang đây có chuyện muốn nói với con, với cả bố con cả. Thông cảm và hiểu cho mẹ. Đây, con xem đi. Giấy tờ nhà đất mẹ đã ký sang tên cho con rồi đấy. Mẹ cũng sợ con mang cái tội bất hiếu vì để bố con sống một mình mà không ai chăm sóc. Mẹ cố tình nói dối như vậy để con bực tức mà cương quyết thay đổi bản thân. Nhưng mà con tưởng căn nhà ấy mẹ đã đưa cho chú để làm ăn rồi ạ? Không, vì mẹ sợ con ở đấy rồi cứ mãi thương nhớ chồng, lỡ giờ cả đời. Bàn thờ của chồng con mẹ cũng đã mang về bên nhà mẹ. Khi nào dỗ chạc thì con đưa cháu sang thắp hương cho bố nó là được rồi. Đúng là con lấy gáo đong biệt rồi mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ.